Chào, hôm nay trong clip này hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xào món bông cải xanh, súp lơ xanh. Cho một chút xíu dầu vào chảo. 2 tép tỏi đập ra. Một ít nấm bào ngư. Và ở đây hôm nay thì mình sẽ để chiên cái món đậu hũ chiên. Đậu hũ chiên để mình để vô súp lơ xanh xào. Mình xào súp lơ xong rồi mình thôi để đậu hũ xào cùng hết. Nó giòn nó sẽ ngon. Thì mình đang xào nấm đông cô với tỏi. Còn đây là đậu hũ. Mình sẽ chiên giòn lên. Bởi vì chúng ta ăn chay cho nên cái món chay của mình á, mình xào có lẽ là mình sẽ xào phối hợp với nhiều món cũng được. Hôm nay mình sẽ xào cùng với đậu que. Mình để đậu que vô trước. Bởi vì đậu que nó chín chậm hơn bông cải, cho nên bông cải mình sẽ để sau nha các bạn. Đảo đều lên. Cho vô một muỗng ăn canh hạt nêm. Một chút xíu bột ngọt để dằn hạt nêm lại. Nhà mình không thích ăn đường nhiều cho nên không cần để đường. Nhưng mà nếu các bạn có ăn đường thì các bạn vẫn nêm một ít xíu đường thôi, cũng đừng để nhiều. Bởi vì trong rau củ quả cũng đã có sẵn chất ngọt rồi. Cho nên vấn đề ở đây là mình không cần phải để đường nữa đâu. Mà tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Mình đảo cho đậu que nó đều lên. Và cuối cùng là mình cho bông cải vào. Hôm nay mình sơ chế mình làm cái hai cái bông cải vậy cho nên nó hơi nhiều. Một chút xíu nấu chừng nó đừng có khét cái đất chảo nha. Rồi xong mình để nắp lại đợi cho nó sôi lên. Chín bông cải. Rồi như vậy là món bông cải xanh nó đã chín. Chúng ta không cần phải xào cho nó quá chín nè các bạn. Bởi vì bông cải mà nó chín quá thì nó sẽ không ngon. Vừa chín tới thôi bông nó còn giòn. Ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nếu nó chín mềm quá mình ăn nó không ho, không ngon, không hấp dẫn. Cho nên bông cải mình chỉ cần xào vừa chín tới là được. Mà cái bông nó cũng còn xanh nên nó rất là đẹp. Súp lơ xanh là một món rau củ đầy chất dinh dưỡng, vitamin, tốt cho sức khỏe của cho mọi người. Chay mặn. Nhưng mà người ăn chay thì cũng nên dùng thường xuyên bông cải xanh này. Tốt cho đầu óc, dành cho những người làm việc bằng đầu óc đó. Nó làm giảm nguy cơ bị mất trí nhớ. Rồi xong cái món bông cải xanh xào này, chúng ta sẽ trở về đậu hũ chiên. Rồi mình chuẩn bị để mình để vô bông cải xanh. Tại vì trong tất cả các món chay mà mình ăn hàng ngày trong gia đình, mọi thứ các món đều có đậu hũ hết. Thì đậu hũ nó giống như là món thịt và cá mà những người ăn mặn người ta chế biến hàng ngày cho bữa ăn gia đình vậy đó. Cho nên gia đình mình ăn chay thì mỗi ngày mình đều dùng đậu hũ hết.
Cách chế biến thì rất là đa dạng, là mình làm đủ mọi loại, đủ món, đủ các món về đậu hũ hết. Vậy để cho mình ăn đừng có bị ngán. Rồi mình tắt bếp không cải xanh nha. Rồi mình cho bông cải xanh ra ngoài dĩa. Vậy em xã thích ăn đậu hũ tươi chiên cho nên mình không có trộn chung vô. Mình sẽ sắp đậu hũ chiên lên trên. Rồi, hôm nay mình hoàn thành thêm một món bông cải.